trời mưa nên vác cái đôi này transport này theo đá nè. Qua cái nữa. Ơi. Chuẩn bị đi đá banh thì trời mưa to. Sao giờ ta? Sao giờ ta? Mà mưa to thế này mà bên kia chim hót líu lo luôn. Đã. Ok, nhà có áo mưa mà, mặc áo mưa đi thôi. Giờ thì đang ở trên sân. Trời quang mây tạnh. Tưởng mưa. Ai dè lên sân. Trời quang mây tạnh. Không một giọt mưa. Sáng sủa nguyên một bầu trời. Mây tan hết. Làm hồi nãy mình cất đôi Mizuno huyền thoại mình hay mang. Mình mang theo một cái đôi khác. Tưởng trời mưa thì mình mang một cái đôi kiểu để đỡ mất công phải giặt đôi Mizuno. Mang một đôi giày khác. Rớt cuộc lên. Đội mình đang thay đồ trong kia kìa. Anh Sử bầu đội với Messi trong này. Ok. Thôi giờ thay đồ chứ hả? À, đây là một cái túi giày mới. Anh em nào muốn mua thì click vào link phần mô tả nha. Sẽ có người tư vấn. Hình như 300 mấy á. 300 mấy 400 ngàn á. Và đó, hồi nãy là trời mưa nên vác cái đôi này transport này theo đá nè. Raptor. Ờ đó. Cất đôi Mizuno ở nhà rồi nên mang đôi Raptor rồi đá. Nhưng mà ai về không mưa. Tưởng mang đôi này để đá mưa, ai về không mưa. Ok, thử nghiệm đôi giày mới luôn nha. Nhưng mà sao đồ tím vậy? Trong khi đồng đội mình đồ vàng hết trơn vậy. Kỳ vậy ta. Kỳ ta, sao đồ tím vậy ta. Đồ tím kỳ vậy. Nói chứ mình đá với lại đội VNBoss của anh Sử. Mà hôm nay giao đồ hết rồi, không còn đồ nào cho mình hết. Còn mỗi bộ đồ tím là đồ tím của thủ môn nè, số áo số 1 luôn. A few moments later. Được thay là áo vàng rồi. Không phải là hàng màu lạ lạ, tím tím chạy lon ton trong sân nữa. Oh, đội bạn có một cầu thủ người Cameroon, Nigeria gì đó mình không biết nữa. Đội nào mà có một cầu như thế này thì đủ sức để áp vía đội đối phương đó nha. Rồi vô trong tiên. Kỹ vô lại ơi. Oh. Lòi ra, lòi ra đã. Đã kiểu Chelsea xưa mà. Hay quá. Qua cái nữa. Ây. Hay quá. Ai chuyện chung chân? Ai chuyện chung chân tôi? Phải nói là Minh Leo số 11 có mũi chân trái rất là dị. Nhá một cái là các thủ đội bạn gãy ngay. Và trong pha này là đã kiến tạo cho thầy giáo Thắng ghi bàn. 2, 1. Chạy đây. Trời. Ba trung tài. Chưa vô đâu. Nhìn là biết rồi. Theo luôn. Ta đi. Anh mẹ lên. Bước về ta lại tiến. Pha này mà trả về đây thì ngon rồi. Mình
đây 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 đây, biết lại biết. Ok. Chúng ta có thể thấy là trong pha bóng này là đội bạn đưa bóng lên một cách là bất cẩn. Bóng đã vào chân của cầu thủ số 14 đó là Quốc Lợi và sau đó là một cú sút quá khó cho thủ môn đội bạn. Bóng đi thẳng vào cột dọc, dội vào khung thành nên thủ môn không có cơ hội để bay người cản phá. Một cú sút quá khó. Nghĩa. Dài luôn. Leo ơi. Đó anh ơi. Bóng xuất phát từ chân của Minh Leo và sau đó truyền lên cho thầy thắng của trường đại học Văn Lang. Mình thì ở cột xa, cắt vào giữa, thoát khỏi hậu vệ rồi bạn. Đặt cái lòng bằng chân trái thẳng vào khung thành. Đây cũng là cái pha di chuyển mà mình thấy cũng là khá tốt. Khi mà hậu vệ đã bắt bài ở đường truyền cột 2 thì mình cắt vào trung lộ để thoát khỏi hậu vệ và có một khoảng trống để dứt điểm ghi bàn. Chạy chơi. Từ leo. Đây là một pha bóng chồng biên của mình với lại Minh Leo. Tuy nhiên cái cú dứt điểm cuối cùng của mình nó mang tính chất là hơi nửa chìa nửa sút. Bóng thì bay vào ngay góc A nhưng mà tốc độ bay thì khá chậm nên hậu vệ đã kịp cản phá. Chúng ta có thể thấy ở đây một lần nữa thì các cầu thủ của đội áo trắng lại bất cẩn để mất bóng ở một nơi cực kỳ nguy hiểm và số 14 Quốc Lợi tiếp tục có một pha cắt bóng và chuyền bóng dọn cổ cho Minh Leo ghi bàn. Lên luôn đi! Lên đi! Chết rồi! Trời ơi! Đủ rồi! Ok mẹ! Ai đưa cho anh kỳ vậy? Móc miệng. Tấn công cho thủ áo trắng. Một pha dịp gót khá hay. Dứt điểm. Bóng không qua được tay của thủ môn Nghĩa. Cùng xem Minh Leo sẽ đá quả phá phạt này như thế nào đây. Chúng xà ngang. Và đây là pha sút penalty của cầu thủ Nigeria. Bóng sút vào ngay giữa. Bên giữa bên. Đó rồi. Chặt đi. Okay. Nguy hiểm quá. Vào rồi. Và đây là bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ áo trắng. Đi đâu? Giờ là đường phản công lên từ cầu thủ số 18 Kudo. Chuyền ngang cho Minh Leo. Quốc Lợi. Wow. Và VNBot lại tiếp tục dẫn một bàn. Chút mẹp mẹp á. Điểm tiếp xúc trên chân sai, điểm tiếp xúc trên bóng sai. Và sau trận sân 7 vừa rồi thì mấy anh em có ở lại đá phụ cho chủ sân Tô Bán Giày thêm một trận sân 5 nữa. Nhìn đúng ra đó. Tướng Anh đó. Nay được đá với lại Quy Mập. À thấm chửi.
Mấy bạn cao tiếp nãy của mình giờ chuyển nhượng lại nha. Chuyển nhượng đôi giày luôn nha bồ. Chuyển nhượng đôi giày. Đúng rồi, đó, đặt kèo liền luôn á đó. Ok, ok. Tặng cho Hi Mập đôi giày đâu ra vậy? Anh này về mượn, à, chuyển nhượng lại đôi này luôn. À Thánh mượn giày chứ không phải anh chửi không? Rồi quay cận vô đây về nè. Đó. Đang có cáp to. Đây, mình đang mang size 41 mình chuyển nhượng lại cho Đây, quay số lượng mập luôn. Hi Mập là thủ môn kỳ cựu của Lemon FC nha anh em. Ước dữ vậy. U33 đó. Chú chà. Đi bảo. Thôi. Không sao hết, không sao hết. Vô. Chà. Đâu? Đâu? À. Đó. Không phải, theo anh em thì trái này ra biên hay chưa? Comment cho mình biết với nha. Bắt. Vô 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 vô. Leo. Trận banh sân 5 này không phải là nội dung chính của video clip ngày hôm nay, vì nó cũng chỉ là phát sinh và đá phụ thêm thôi. Ok, clip đến đây kết thúc nha. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các video clip trong thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.